Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bị ném gạch đá và hỗn hợp chất bẩn vào nhà, cuộc sống của gia đình những người liên quan đến sự việc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đã trở nên hỗn loạn. Tuy sự phẫn nộ là quyền của mỗi người, nhưng cần phải giữ trong giới hạn, vì người có lỗi đã bị pháp luật trừng trị. Đáng chú ý, các thông tin được thổi phồng liên quan đến sự kiện trên mạng xã hội không chỉ định hình quan điểm tiêu cực của cộng đồng, mà còn làm trở ngại cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Việc ném gạch đá và chất bẩn vào nhà đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình, gây ra sự bức xúc và lo lắng trong cộng đồng. Ông Trần Như Tiến, tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hương, quận Long Biên, chia sẻ về tình hình căng thẳng mà gia đình phải đối mặt khi họ buộc phải đóng cửa im lìm suốt gần 3 ngày để tránh những sự kiện không may xảy ra. Đến nay, cơ quan đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bị can trong vụ án này là người dưới 18 tuổi. Với tội danh đang bị khởi tố là khung hình từ 7 năm cho đến 10 năm và do bị can là người chưa thành niên nên cái khung bị can phải đối mặt là từ 5 năm 2 tháng cho đến 10 năm 5 tháng. Theo các chuyên gia, người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý và dư luận có quyền được bày tỏ sự phẫn nộ nhưng cần phải có giới hạn. Việc sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả việc làm vi phạm pháp luật khác là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam, chuyên gia về tâm lý học, thành viên Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, nếu mà chúng ta am hiểu pháp luật thì chúng ta phải hiểu là nếu một vụ việc nào xảy ra, các cơ quan chưa có kết luận cuối, tòa án chưa xử thì người ta chưa phải người có tội, tức giận là chuyện có thể chấp nhận, nhưng việc thể hiện sự tức giận lại phản ánh trình độ văn minh của từng người. Hiện công tác điều tra liên quan đến sự việc đang được khẩn trương thực hiện. Bên cạnh đó, dư luận cũng đang hy vọng phép màu sẽ đến với nam sinh lớp 8, người đang phải thở máy và bơm thức ăn để duy trì sự sống. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, hiện nam sinh NHD vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Việt Hưng quận Long Biên, Hà Nội đã cùng nhau góp tiền để giúp đỡ em NHD, nam sinh bị đánh dẫn đến chứng thương sọ não hôn mê bà Trịnh Hoàng Hoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Việt Hưng, quận Long Biên, ngẹn ngào khi nhắc về NHD. Bà Hoa tâm sự, không chỉ cá nhân tôi mà tập thể giáo viên nhà trường rất đau xót với vụ việc của em D. Nhà trường cũng đã thay nhau vào viện để thăm hỏi động viên gia đình em. Theo bà Hoa, từ khi biết tin đề nguy kịch, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh của trường cùng nhau quyên góp để giúp đỡ gia đình em. Tập thể giáo viên trường trung học cơ sở Việt Hưng cũng đã kêu gọi phụ huynh, học sinh quyên góp giúp đỡ gia đình em. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Việt Hưng cho biết, có phụ huynh đã chuyển hỗ trợ trực tiếp tới gia đình em, có người chuyển thông qua lớp và nhà trường. Bà Hoa nói, chiều ngày 26 tháng 3, tôi cùng giáo viên chủ nhiệm và các học sinh cùng phụ huynh của lớp đã chờ 3 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được gặp D và tiễn em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhìn em nằm bất động, các thầy cô và các học sinh đều rất sắc xa. Chúng tôi chỉ mong có phép màu đến để em vượt qua làng ranh sinh tử nữ hiệu trưởng và các bạn học vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của nam sinh hàng ngày qua người nhà. Đê quê ở Phú Thọ, sống trọ cùng mẹ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cách đây 3 năm, bố em không may qua đời do tai nạn giao thông, cũng từ đó một mình mẹ em đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học. Theo cô Hoa, trong quá trình học tập ở trường, D là học sinh ngoan, lực học tốt, tuân thủ các nội quy của nhà trường. Lớp 6 em đạt học sinh giỏi, lớp 7 và học kỳ của lớp 8 em có học lực loại khá cô Hoa thông tin. Không chỉ học sinh trường trung học cơ sở Việt Hưng lo lắng, xót xa trước tình cảnh của đề, nhiều học sinh ở các nơi cũng đã có nhiều hành động ấm áp như cầu nguyện, gấp 1.000 con hạt giấy, mong điều kỳ diệu sẽ đến với nam sinh này. Về phía gia đình, chị Nguyễn Thị Huệ, dì ruột cháu đê chia sẻ. Chị Lan, mẹ của cháu đê lấy chồng quê ở Thái Bình. Hai vợ chồng thuê trọ sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Thế nhưng, cách đây vài năm, chồng chị Lăng mất vì tai nạn lao động, bỏ lại hai mẹ con. Chị Lăng bán hàng rong một mình, nuôi cháu đê, cảnh tha hương cuộc sống vốn đã không dễ dàng, nay là càng khó nhọc hơn. Chị Huệ xúc động chia sẻ, mới đây cháu đê và mẹ chuyển hộ khẩu về với ông bà ngoại, tại khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thế nhưng hai mẹ con chưa kịp về, giờ đã xảy ra cơ sự này. Tôi ở bệnh viện chăm cháu mấy ngày qua, thật sự xót xa chị thì khóc hết nước mắt, thường xuyên ngất lịm, cháu thì đã chết não, cơ thể càng ngày càng yếu đi, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ. Từ hôm sự việc xảy ra, bà nội và bác cháu từ Thái Bình lên viện chăm sóc cháu nội. Hôm cháu chuyển về Phú Thọ, hai người cũng về bệnh viện Đa khoa tỉnh để chăm sóc cháu trai. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 NHD bị đánh chết não, đến nay gia đình đã đưa cháu D về bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị được 3 ngày tình hình sức khỏe hiện tại của cháu được dư luận đặc biệt quan tâm. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, cháu D được điều trị duy trì tại khoa hồi sức tích cực, hiện tại chưa thể tiên lượng nói trước được điều gì. Tuy nhiên, vị đại diện nói thêm, cháu D đáp ứng thuốc có chiều hướng tốt lên, dù đã hỗ trợ không quá lớn. Ai cũng hy vọng D sẽ khỏe lên vượt qua được khó khăn này. Đại diện bệnh viện nói, cháu vẫn đang hôn mê, phải hỗ trợ thở máy, thầy thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe của cháu. Cũng theo nguồn tin này, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của cháu D so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội, người nhà bệnh nhân D cho biết những ngày trước nam sinh không có phản xạ, tuy nhiên, hiện tại cháu D đã có phản xạ khi được tác động. Ví dụ khi người nhà cấu vào chân, trẻ có dấu hiệu co chân lại nghĩa là có phản xạ, còn lại trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà nam sinh được ăn qua son đe và đường tĩnh mạch. Được biết, hai bên nội ngoại gia đình đê có 5-6 người đang thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc cháu. Chị Nguyễn Thùy Huệ, 38 tuổi, cô ruột của đê tâm sự. Gia đình không chỉ trong năm đê mà còn phải chăm sóc cả chị Lan, mẹ cháu đê. Bởi đây là cú sốc quá lớn đối với chị. Người phụ nữ này đã khóc hết nước mắt, thường xuyên ngất liệm. Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương cũng đã đến hỏi thăm động viên chị Lan, mong gia đình sớm vượt qua khó khăn. Liên quan tới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại Hà Nội, bị can TVM, sinh năm 2008, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, bị can mới 16 tuổi, là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội. Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Điều 134 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này, hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, hoặc tù trung thân. Tuy nhiên, trong vụ án này, nạn nhân NHD quận Long Biên bị đánh dẫn tới bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao mới có 14 tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi theo điểm C khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư hùng phân tích với các tình tiết trên, dù nạn nhân có tử vong hay không, bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Với tình tiết định khung tại điểm A hoặc điểm D của khoản này Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can, nhưng giới luật sư cho rằng đây mới chỉ là những kết quả điều tra ban đầu. Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo quy định pháp luật như nguyên nhân, diễn biến của vụ án, ngoài bị can còn có đồng phạm khác tham gia xúi dục, giúp sức hoặc trực tiếp đánh, gây thương tích cho nạn nhân hay không. Vì vậy, Toàn bộ sự thật khách quan của vụ án cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can và những người có liên quan nếu có là ra sao sẽ còn phải đợi vào kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án. Luật sư hùng nhấn mạnh, đặc biệt là trách nhiệm của người bố bị can trong vụ án này. Mặc dù biết được sự việc mâu thuẫn giữa các em, nhưng ông Trương Văn Tâm đã không có những hành động phù hợp và cần thiết để giải quyết một cách đúng đắn cũng như kịp thời ngăn chặn việc các em đánh nhau. Còn theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân NHD. Vụ việc đau thương đã được mọi người trong xã hội rất quan tâm. Những hình ảnh đau thương của cháu đã khiến mọi người rất thương xót và ngay bản thân luật sư Thơm cũng không cầm được nước mắt khi thấy cháu NHD đang trong tình trạng duy trì sự sống từng giờ. Các nội dung cụ thể vụ án sau này trên hồ sơ, chúng tôi sẽ có những quan điểm nhận định để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. Nếu có căn cứ xác định bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, tôi sẽ kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Theo cơ quan điều tra, đây là quyết định tố tụng ban đầu. Nếu trong quá trình điều tra có những tình tiết khác làm thay đổi bản chất vụ việc sẽ thay đổi việc xử lý đối tượng về tội danh khác. Luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đối với bị can phạm tội đang ở lứa tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Theo điều 12 Bộ luật hình sự khoảng 4 điều 134 bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 7 năm đến 14 năm là loại tội rất nghiêm trọng. Do đó, luật sư Thơm khẳng định đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Mới đây, tại họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình kinh tế xã hội quý 1, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường. Ông Tùng cho biết, sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Văn Minh 16 tuổi ở phường Việt Hưng quận Long Biên về tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không, ông Tùng nói và cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp đánh nạn nhân. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan vụ án này, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, đưa tin không chính xác, chẳng hạn như đưa tin hai anh em Minh đánh cháu Đê, chứ không phải mình Minh đánh, hay đưa tin bố đẻ hai cháu Minh và Ca đứng ngoài cổ vũ hai con đánh cháu Đê. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, đây là những thông tin xấu độc, bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh, điều tra bắt người phải có căn cứ, phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không, chứ không thể áp đặt chủ quan. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ tung tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc suy diễn này lan truyền.